Thật sự mà nói là trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ có được như ngày hôm nay. Tới được quyết định như hôm nay, anh đã có gọi điện cho ba mẹ. Khi đó anh có nói là: "Ba mẹ ơi, bây giờ con lấy vợ nha." Lúc đó ba mẹ anh chỉ hỏi anh đúng một câu thôi, đó là: "Con đã thật sự sẵn sàng chưa?" Qua biết bao nhiêu sóng gió, mình cũng có chia tay nhau rồi có quay lại cãi nhau, cãi vã nhiều trận, cãi vã rất là lớn. Và bây giờ hai đứa tiến đến hôn nhân thì em hy vọng hai đứa mình sẽ đi với nhau một chặng đường thật dài. Và chồng ơi, cảm ơn chồng đã đến với em nha. Sao anh lại quyết định đi tới hôn nhân với em cùng thời điểm này? Nếu mà thật sự anh có lý do thì anh nghĩ đó không phải là yêu. Anh cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, anh cảm thấy đủ, và anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Tại vì chúng ta luôn cố gắng để tốt hơn, để hoàn hảo hơn mỗi ngày. Vậy tại sao chúng ta lại dành cái sự tốt lên từng ngày đó cho người khác? Đó là điều anh luôn nghĩ tới, và đó là lý do tại sao anh quyết định đến với em ở thời điểm này. Time moves fast, we move slow. Oh, she's the best part. I'm right here, won't let go. Oh, she's the best part. Time moves fast, we move slow. Oh, she's the best part. I'm right here, won't let go. Oh, she's the best part. Oh, oh, you are the best part. Mẹ của con, mặc dù mẹ con bây giờ đang ở một nơi rất xa rồi, hôm nay không có dự đám hôn con được, nhưng mà con vẫn luôn hướng về, một lòng hướng về mẹ. Và cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, và cảm ơn ba mẹ chồng vì con đã tìm được một người mẹ chồng rất là thương con. Với con, cái nỗi sợ lớn nhất vẫn là một ngày nào đó con không được nhìn thấy ba mẹ nữa. Cho nên là con rất là vui, con rất là hạnh phúc khi con được làm con của ba mẹ. Và con sẽ cố gắng làm một người con thật tốt với gia đình, tốt với xã hội, và tốt với tất cả mọi người xung quanh. Cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ con. This is the last song.
vì đã đến đây với em và luôn chăm sóc em, chịu đựng em dù đôi khi em cũng hơi quá quắt. Và bây giờ em muốn cảm ơn anh vì đã đến bên em và luôn chăm sóc em mỗi ngày. Cảm ơn anh rất nhiều. And this is my last try to make it through. Yeah, this is the last song I'll write for you. And this is my last try to make it through. And you won't say a word. I'm surprised you haven't heard. Cho em hạnh phúc mỗi ngày. Anh biết điều đó là rất khó, tại vì ở ngoài kia còn rất 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 nhiều thứ có thể làm lung lay, có thể làm mông lung tình cảm của hai đứa mình trong tương lai gần hoặc là tương lai xa. Nhưng mà chỉ cần em cười là đó là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất.